Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Chương trình của chúng tôi được livestream trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Phạm Việt Duy, chuyên gia đến từ trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì cũng như mọi khi, chúng tôi gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là về kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần thứ năm là phần câu chuyện đầu tư. Và cuối cùng đó là chúng tôi sẽ giải đáp các câu hỏi của quý nhà đầu tư có để lại ở dưới comment trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào phần đầu tiên của chương trình, đó là phần thông tin vĩ mô. Thì trong quá trình mà chúng tôi có cập nhật thông tin thì quý nhà đầu tư hãy để lại comment của mình ở dưới livestream này thì cuối chương trình chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp. Tin tức đầu tiên của thông tin vĩ mô đó là Hàn Quốc trở thành nền kinh tế châu Á đầu tiên nâng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75%, trở thành nền kinh tế châu Á lớn nhất, trở thành nền kinh tế châu Á lớn đầu tiên tăng lãi suất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Quyết định tăng lãi suất của BOK được đưa ra cùng với dự báo tăng trưởng kinh tế ở mức 4% và tăng trưởng lạm phát ở mức 2,1% cho năm 2021. Vậy với việc nâng lãi suất trong bối cảnh Hàn Quốc đang gia hạn giãn cách xã hội thêm 2 tuần cho thấy sự thận trọng trong quản lý rủi ro tài chính đang là mối quan tâm chính hơn là số ca nhiễm COVID-19 đang tăng mạnh. Hơn nữa thì tăng lãi suất là dấu hiệu cho thấy BOK tin tưởng nền kinh tế đã phục hồi đủ để có thể rút dần các biện pháp kích thích kinh tế và tập trung sang quản lý rủi ro bong bóng. Vâng. Cái thông tin của việc là Hàn Quốc tăng lãi suất như thế này là nó sẽ đến từ là hai cái yếu tố khiến cho cái chính quyền của họ quyết định ra cái quyết định như vậy. Cái yếu tố đầu tiên đấy chính là như chúng ta đã biết là hiện tại là họ đang lập một cái kịch bản về cái các chỉ số về vĩ mô là lạm phát là sẽ là 2,1%, thì cái mức lạm phát 2,1% này là nó cao hơn rất là cái mức lạm phát mà ban đầu bên Bank of Korea họ dự đoán. Lúc đầu họ dự đoán là chỉ khoảng 1,8 thôi. Thì cái việc mà lạm phát tăng lên nhiều hơn so với cả những gì họ dự đoán khiến cho họ có áp lực là phải tăng cái lãi suất. Cái điều thứ hai chúng ta có thể thấy rằng là cái nước Hàn Quốc là một trong những cái nước mà họ phát triển và họ là nước phát triển nhưng mà họ kiềm chế dịch với cả phát triển kinh tế rất là tốt cái đợt dịch Delta vừa rồi. Thì cái xuất khẩu của họ là tăng 40% cho nhu cầu chip với cả xăng với cả ô tô. Tuy nhiên thì là và cái điều này thì là nó sẽ cho thấy rằng là cái xuất khẩu tăng như thế thì cho thấy là cái nền kinh tế của họ là đang rất là mạnh. Và qua đấy thì là họ tự tin để có thể là nâng cái lãi suất lên mặc dù là hiện tại là vẫn còn đang giãn cách vì dịch. Và đấy là những cái thông tin của về phần Hàn Quốc. Tiếp theo về phần thông tin vĩ mô thì chúng tôi có cập nhật đến tin tức tiếp theo là thận trọng hay dấu hiệu đảo chiều giới đầu tư Mỹ đang giảm đòn bẩy. Lần đầu tiên kể từ khi mà đại dịch COVID-19 xảy ra thì các nhà đầu tư Mỹ đang giảm đòn bẩy vay ký quỹ margin xuống còn 844 tỷ USD trong tháng 7, giảm 4,3% so với mức kỷ lục là 882 tỷ USD vào tháng 6. Với động thái trên thì diễn biến trong bối cảnh chỉ số S&P 500 của Mỹ đang tăng 2,3% trong tháng 7 và 21,7% kể từ đầu năm, cho thấy tâm lý của giới đầu tư Mỹ đang có dấu hiệu giảm khẩu vị rủi ro khi mà bức tranh kinh tế đang tiêu cực hơn do ca nhiễm COVID-19 đang tăng trở lại và tâm lý người tiêu dùng hạ nhiệt và lạm phát vẫn đang ở mức cao. Mặt khác thì cái việc chính phủ Trung Quốc thắt chặt chính sách với lĩnh vực công nghệ và giáo dục cũng khiến nhiều quỹ đầu cơ giảm tỷ trọng nắm giữ chứng khoán Trung Quốc. Và việc đòn bẩy giảm khá bất thường khi mà quá khứ cho thấy là đòn bẩy giảm khi thị trường chứng khoán giảm. Tuy nhiên thì động thái giảm đòn bẩy hiện tại giống như phương án thận trọng của nhiều nhà đầu tư cho đến khi mà triển vọng kinh tế rõ ràng hơn. Và cái thông tin về việc là giảm đòn bẩy này nó cũng sẽ hơi khác với cả cái thông tin về việc là ví dụ như là hạ cái lãi suất hay là tăng cái lãi suất nghĩa là rút cung tiền ra của ngân hàng nhà nước. Thì cái việc giảm đòn bẩy này là nó đến từ cái động thái là của những nhà đầu tư ngay trong thị trường chứ không phải đến từ chính sách. Thì cái này nó là cái mức nghĩa là cái đánh giá chủ quan của những người đầu tư ở trong thị trường chứng khoán Mỹ và họ nhận thấy là hay là họ cảm thấy có sự rủi ro ở đây cho nên thành ra là giảm cái đòn bẩy xuống. Nhưng mà chúng tôi cũng có những cái thống kê hay là những cái theo dõi rằng là cái tỷ khi mà thực sự khi mà một cái downtrend nó xảy ra hay là khi mà có thực sự là tạo thị trường chứng khoán nó tạo đỉnh khi mà thì thường là lúc đấy là margin là nó sẽ thường ở cái mức cao chứ ít khi mà margin đang ở mức thấp nhưng mà thị trường đã tạo đỉnh. Thì đấy là một trong những cái quan sát của chúng tôi về cái việc là
giảm đòn bẩy cho vay này, thì thành ra là cái việc giảm đòn bẩy này nó cũng chỉ là mang yếu tố ngắn hạn thôi. Và trong tương lai thì có thể là nó lại sẽ tiếp tục duy trì ở mức này hoặc là nó lại tăng tiếp trong thời gian tới. Vâng, và tin tiếp theo đó là bàn tay thép của chính phủ Trung Quốc đang ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng của kinh tế. Thì Bắc Kinh đang ngày một siết chặt các hoạt động của các doanh nghiệp và có khả năng là sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, đặc biệt là trong bối cảnh mà kinh tế Trung Quốc ở trong các giai đoạn hồi phục sau đại dịch COVID-19. Và nếu như mà tốc độ và cường độ thắt chặt hoạt động của Bắc Kinh tiếp tục được áp dụng như từ đầu năm 2021 thì mức tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng đáng kể trong ngắn hạn và nhiều khả năng thì sẽ không đạt được mục tiêu kinh tế kỳ vọng khi mà vẫn đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Vâng, cái thông tin này là một thông tin rất là quan trọng đối với cả nhóm ngành thép của Việt Nam. Tại vì do là quý nhà đầu tư cũng đã biết thì là giá thép của Việt Nam, mặc dù là Việt Nam mình có những cái rào chắn của việc là nhập khẩu thép vào nước mình, nhưng mà cái giá thép của Việt Nam thì vẫn ảnh hưởng rất là nhiều bởi giá thép thế giới. Thì cái sản lượng thép của Trung Quốc mà tiêu thụ giảm như thế này thì là nó cũng ảnh hưởng đến, hay là cái sản lượng sản xuất của cái sản lượng này của Trung Quốc bị giảm thì là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhu cầu về giá thép, nghĩa là bởi vì chúng ta cũng đã nhìn thấy là cái sản lượng sản xuất này là giảm, thì thành ra là cái cung trong rồi kết hợp với đấy là cái cung từ Brazil với cả Úc của quặng thép là nó cũng tăng. Thì đợt vừa rồi là mình cũng nhìn thấy là có một cái sự sụt giảm rất mạnh về cái giá quặng thép, nhưng mà giá thép thì nó vẫn đang duy trì ở mức trên. Và nếu mà theo như chúng ta nhìn thì nếu mà chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta sẽ thấy là khi mà giá quặng giảm, giá thép thì vẫn đang cao thì là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ tốt, nhưng mà cái này nó sẽ chỉ là một cái yếu tố tốt trong ngắn hạn thôi. Và nếu mà trong dài hạn thì chúng ta đều nhìn theo cái yếu tố cung cầu, nghĩa là nhu cầu về thép giảm thì khiến cho việc sản xuất thép giảm, thì qua đấy thì là trong thời gian sắp tới thì có thể là cũng có một cái sự, nghĩa là có một cái sự kỳ vọng về việc là giảm giá thép chứ không phải là chỉ giảm mỗi cái giá nguyên vật liệu. Thì qua đấy thì cái việc giảm giá thép thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp thép nói chung. Và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nhìn nhận rằng là cái yếu tố này chúng ta sẽ cần phải xem xét thêm, bởi vì dù sao đi nữa thì là cái việc là giảm giá quặng thép thì nó cũng đến từ là cái việc là do Trung Quốc là họ muốn cắt giảm ô nhiễm môi trường để chuẩn bị cho Olympic 2022. Còn cái việc mà Trung Quốc cắt giảm như này thì có ảnh hưởng đến cái khả năng tăng trưởng kinh tế của họ hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng là chính phủ Trung Quốc sẽ có những cái biện pháp khác thay thế cho cái việc này trong những thời gian tới. Bởi vì do là chắc chắn là cái duy trì cái kinh tế ổn định là một trong những cái mục tiêu quan trọng của chính phủ Trung Quốc và họ sẽ sớm làm được thôi. Thì đấy là những cái thông tin qua đây của chúng tôi về cái mảng thép này. Qua đấy thì là quý nhà đầu tư cần phải, khi mà có cổ phiếu thép trong danh mục thì rất là phải thận trọng và phải theo dõi tiếp cái diễn biến của cái việc giá thép này trong tương lai. Nếu mà giá thép có dấu hiệu giảm thì đấy là một trong những cái yếu tố mà chúng ta rất là cần phải quan tâm. Vâng. Dạ vâng, tiếp theo của phần kênh thông tin vĩ mô đó là bàn đạp tiền ra quốc tế, Việt Nam sẽ có nhà máy giga sản xuất pin LFP. Việt Nam sẽ có thể có nhà máy giga sản xuất pin LFP đầu tiên sau khi mà VinFast ký biên bản ghi nhớ với Gotion High-Tech của Trung Quốc về dự án R&D và sản xuất pin LFP. Trong đó thì kế hoạch xây dựng nhà máy giga ngay ở trong nước. Thì pin LFP là loại pin đang được ưa chuộng sử dụng cho ô tô điện nhất trên thế giới nhờ lợi thế là an toàn sử dụng và tuổi thọ cao. Và một nhà máy giga đi vào hoạt động sẽ có quy mô lớn đến mức là có thể tạo ra không chỉ riêng pin LFP mà còn có các sản phẩm khác như là pin mặt trời, các giải pháp năng lượng tái tạo hay là ô tô điện. Và nhà máy giga đang là xu hướng cho các ngành ô tô và năng lượng tái tạo nhờ lợi thế quy mô sản xuất và sản lượng tiềm năng. Và xây dựng nhà máy giga thì không chỉ là động lực tăng trưởng cho ngành năng lượng tái tạo mà còn là lực đẩy sản xuất cho cả nền kinh tế quốc gia. Vâng, đây là chỉ là một trong những cái ví dụ rất là nhỏ cho cái việc là chuyển cái làn sóng chuyển dịch cái chuỗi đầu à, cái chuỗi xây à, cái chuỗi sản xuất mà từ Trung Quốc sang bên sang bớt sang bên Việt Nam thôi. Và chúng ta cũng đã nhìn thấy rằng là trong quá khứ thì rõ ràng là Việt Nam là chả bao giờ mơ được rằng là sẽ được sản xuất những cái linh kiện của ô tô, nghĩa là ví dụ như hồi xưa mình làm ô tô thì là mình phải nhập khẩu hết hoàn toàn 100% linh kiện, mình hoàn toàn đứng ngoài trong cuộc chơi ô tô. Thì giờ đây với cái cuộc chơi ô tô điện sắp tới thì rõ ràng là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là chúng ta có phần nào đấy sẽ được đóng góp, nghĩa là cũng sẽ được góp phần vào cái chuỗi giá trị này qua những cái nhà máy này hay là qua những cái công ty công nghệ như FPT. Thì qua đấy thì nó củng cố thêm cho cái việc là cái kỷ nguyên sắp tới của Việt Nam sẽ là một cái kỷ nguyên về tăng trưởng.
và về kinh doanh và kinh tế, thì cái này là nó cũng sẽ có hưởng lợi đến từ rất là nhiều nhóm, bên cạnh là những cái nhóm sản xuất hay là những cái nhóm về công nghệ, thì còn có cả nhóm về bất động sản khu công nghiệp, thu hút được các nguồn vốn của FDI qua đấy thì là tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm cho thế hệ vàng của Việt Nam trong thời gian sắp tới. Vâng, và đó là tôi và anh Duy đã đi qua phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy đặt lại ở dưới comment của livestream này. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên là lãi suất liên ngân hàng chạm đáy 4 tháng. Theo ngân hàng nhà nước thì lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng vào ngày 25 tháng 8 chỉ ở mức là 0,65% trên một năm với kỳ hạn qua đêm và 0,78% trên một năm với kỳ hạn một tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4 cho đến nay. Và tuần qua thì Vietcombank và BIDV đã công bố thêm gói hỗ trợ lãi suất trị giá là 1.000 tỷ đồng trên một đơn vị dành cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam với mức giảm lãi suất từ 0,3 đến 1,5% trên một năm. Và thanh khoản hệ thống ngân hàng dồi dào và ngân hàng nhà nước tăng cường giám sát các ngân hàng thương mại thực hiện các cam kết giảm lãi suất sẽ khiến cho mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ trong thời gian tới. Trong khi đó thì lãi suất huy động sẽ không có nhiều biến động. Và cùng với tin tức lãi suất này thì tin tiếp theo đó là Jackson Hole năm 2021, Fed chưa vội tăng lãi suất. Thì vào ngày 27 tháng 7 thì phát biểu tại một hội nghị chuyên đề về chính sách tiền tệ thường niên, Jackson Hole, chủ tịch của Fed Jerome Powell, ám chỉ khả năng bắt đầu siết chương trình mua tài sản trong cuối năm nay nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể và chưa tăng lãi suất ngay. Trong quý 2 vừa rồi thì kinh tế Mỹ tiếp tục hồi phục, GDP quý 2 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020. Và tỷ lệ thất nghiệp tại tháng 7 giảm xuống mức là 5,4%. Chỉ số CPI từ tháng 3 đến tháng 7 đều đã vượt mức 2%. Và dù kinh tế tăng trưởng nhưng biến chủng Delta diễn biến phức tạp và Fed thận trọng theo dõi số liệu chưa tăng lãi suất cho thấy chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn chưa bị thu gọn và giúp cho thị trường chứng khoán tiếp tục được hỗ trợ. Vâng, thì tôi sẽ comment về cái thông tin của Fed trước. Thì chúng ta cũng đã biết rằng là cái việc điều hành kinh tế chính sách của Mỹ hay là của Fed về lãi suất thì họ sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố sau. Thì yếu tố thứ nhất đấy chính là cái tỷ lệ lạm phát, và yếu tố thứ hai chính là cái tỷ lệ thất nghiệp. Thì nếu và như chúng ta đã biết thì là Fed là đã nói rằng là họ sẽ sẵn sàng là chấp nhận là cái lạm phát trong thời gian tới là có thể cao hơn một chút, bởi vì đó là hiện tại là họ đang ưu tiên cho cái việc là nền kinh tế được hồi phục, và nền kinh tế hồi phục là thông qua tỷ lệ thất nghiệp. Và chúng ta cũng đã biết rằng là tỷ lệ thất nghiệp hiện tại là 5,4%, thì đáy hồi xưa của cái tỷ lệ này của Mỹ là khoảng tầm 3%, nghĩa là còn rất lâu nữa để cái tỷ lệ này có thể chạm đáy. Qua đấy thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là cái việc là họ chưa chưa vội tăng lãi suất là cái chuyện đương nhiên, và cái mức mà Fed có thể là hài lòng với cả cái tỷ lệ thất nghiệp này thì chúng tôi nhìn thấy thì có vẻ như là nó phải ở khoảng tầm là 4% gì đấy, và qua đấy thì cho thấy rằng là cái động thái này nó sẽ chưa, nghĩa là động thái tăng lãi suất của Mỹ là sẽ chưa xảy ra ngay. Tuy nhiên thì có những cái thứ khác, ví dụ như là nghĩa là họ không tăng lãi suất không có nghĩa là họ không có động thái gì khác, bởi vì như chúng ta cũng đã thấy là họ đã bắt đầu là sẽ giảm bớt cái việc là bơm tiền ra thị trường và hạn chế bớt cái việc này, thì đấy sẽ là những cái thứ mà nghĩa là siết chặt cái chương trình mua tài sản ấy. Thì những cái thứ này sẽ là những cái động thái trong vòng một năm tới hay là nửa năm tới của Fed trước khi nghĩ đến việc là có tăng lãi suất hay không. Và cái việc lãi suất của Mỹ thấp như vậy thì cũng kéo theo là lãi suất của những cái nước khác cũng sẽ thấp, ví dụ như là lãi suất của Việt Nam. Thì tại sao lại có cái chuyện này? Tại vì đó là nếu mà Mỹ mà lãi suất của Mỹ thấp nhá, thì nghĩa là cái đồng tiền của Mỹ hiện tại là đang đầu tư là không hấp dẫn, và qua đấy nếu mà hiện tại mà lãi suất của Việt Nam mà tăng thì đồng tiền của Việt Nam sẽ tăng tăng cái sự hấp dẫn lên, cái tăng cái đầu tư bằng tiền Việt Nam hấp dẫn lên, thì qua đấy thì là sẽ diện khiến cho là cái đồng tiền Việt Nam mạnh lên, mà đồng tiền Việt Nam mạnh lên thì sẽ khiến cho cái hàng hóa của Việt Nam khó xuất khẩu sang Mỹ, mà hàng hóa mà khó xuất khẩu thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các mảng khác. Vì như quý nhà đầu tư cũng đã biết thì đợt vừa rồi cái nhóm xuất khẩu như là dệt may hay là nhóm gỗ hay là những cái nhóm về hàng hóa khác thì đều có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hay là đều là những cái doanh nghiệp mà khá là ổn, và cái việc mà hạn bị ảnh hưởng bởi xuất khẩu do cái mặt bằng lãi suất thì sẽ khiến cho các doanh nghiệp này bị lao đao, đặc biệt là trong cái giai đoạn Covid lần thứ tư này. Thì qua đấy thì chúng ta cũng sẽ thấy đấy là lý do vì sao mà cái lãi suất liên ngân hàng hay là cái lãi suất mặt bằng chung của Việt Nam là vẫn chưa có cái dấu hiệu tăng. Và chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ chỉ tăng sau Mỹ thôi, bởi vì do là Việt Nam sẽ hơi khác với cả Hàn Quốc một chút, nhưng là Hàn Quốc thì là họ kiểm soát dịch tốt hơn, và cho nên là thành ra là họ tự tin hơn. Với cả lạm phát của Hàn Quốc là cũng có cái áp lực cao hơn so với Việt Nam ở đây, là bởi vì do là cái lạm phát của chính phủ Hàn Quốc là
nó là đang cao hơn so với cả những cái gì mà chính phủ Hàn Quốc đang kỳ vọng. Và đấy là những cái thông tin của chúng tôi về cái lãi suất này. Và đó là những thông tin mà chúng tôi có cập nhật trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Với tin tức đầu tiên đó là làn sóng tăng vốn của các công ty chứng khoán. Theo thống kê từ đầu năm tới ngày 20 tháng 8 thì có 24 công ty chứng khoán đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ và tổng số vốn dự kiến tăng vào mức là 25 với mức hơn 25,2 ngàn tỷ đồng. Dự kiến thì nếu tất cả các đợt tăng vốn này hoàn tất thì vốn điều lệ của nhóm công ty chứng khoán sẽ được nâng lên mức gần 94,5 ngàn tỷ đồng, tăng 36% so với thời điểm đầu năm. Và trong đó thì đã có 14 công ty chứng khoán hoàn thành tăng vốn và số vốn tăng thêm ở mức là 13,3 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 60% kế hoạch tăng vốn. Và mảng cho vay ký quỹ được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu và đang gia tăng của thị trường nhằm hỗ trợ xu hướng tăng hiện tại cũng như là giảm bớt áp lực kỳ vọng về tỷ lệ cho vay ký quỹ trên vốn chủ sở hữu. Và mang trái phiếu doanh nghiệp cũng bị và mảng trái phiếu doanh nghiệp thì cũng bị hạn chế bởi giới hạn tổng mức đầu tư là 70% vốn chủ sở hữu. Và với việc tăng vốn thì cũng sẽ đem lại nguồn tiền cho các hoạt động kinh doanh khác như bảo lãnh phát hành, và việc tăng vốn là giải pháp cần thiết để củng cố bộ đệm tăng trưởng của khối công ty chứng khoán. Vâng, với cái thông tin này thì tôi sẽ chia làm hai hai thứ. Thứ nhất đấy là cái thông tin này nó ảnh hưởng ra sao đến kết quả kinh doanh cũng như là cái diễn biến giá của cổ phiếu của các công ty chứng khoán trong thời gian tới theo quan điểm của tôi thôi. Và cái thông tin thứ hai là nó ảnh hưởng sao đến thị trường. Thì chúng ta sẽ nói qua về thị trường trước, thì là cái việc mà tăng vốn, bởi vì rồi chúng ta cũng đã biết là các công ty chứng khoán khi mà cho vay margin thì sẽ có một cái mức trần về việc là cho vay, hạn mức cho vay, nghĩa là ví dụ như là bạn có vốn điều lệ khoảng 1.000 tỷ thì bạn chỉ được cho vay tối đa tất cả các tài khoản chứng khoán ở công ty của bạn là khoảng 2.000 tỷ thôi. Thì cái điều này là nó sẽ khiến, thì cái việc các công ty chứng khoán tăng vốn như này là nó sẽ giúp cho cái mức trần margin của thị trường Việt Nam là nó sẽ tăng lên. Thì qua đấy thì ví dụ như là những cái đợt vừa rồi, khi mà những cái đợt thị trường tăng nóng, quý nhà đầu tư thường nghe những cái câu ví dụ như là margin nó sắp căng rồi. Margin sắp căng ở đây ý là trần margin của các công ty chứng khoán nó sắp đặt đi. Và khi đấy thì cái dòng tiền đầu cơ nó sẽ không còn cái lực để mà lên nữa. Thì qua đấy là nó sẽ khiến là nó sẽ tạo ra các đợt điều chỉnh. Thì cái việc mà các công ty chứng khoán tăng thêm cái nguồn margin như là cái vốn điều lệ lên này thì sẽ giúp cho là cái nguồn margin của thị trường nó sẽ dồi dào hơn. Thì qua đấy thì là cái dòng tiền đầu cơ nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn, thì cũng là một trong những thứ có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái thị trường chứng khoán. Tuy nhiên là cái chỉ số chứng khoán thì nó bên cạnh cái việc nguồn tiền như này thì nó còn ảnh còn chịu bởi rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như là cái nội tại của thị trường là đã ở mức cao hay là thấp, và ví dụ như là những cái sự mà sẵn sàng của các nhà đầu tư là có muốn bỏ thêm tiền vào thị trường hay không, hay là cái mặt bằng lãi suất cũng sẽ là những thứ mà có thể ảnh hưởng đến cái dòng tiền đầu cơ và các cơ hội đầu tư trên thị trường nữa. Cho nên là thành ra là đây cũng chỉ là một yếu tố tích cực thôi, chứ nó cũng không thể nào đảm bảo rằng là cái thị trường nó sẽ tăng trong thời gian tới. Đấy là về thông tin về thị trường. Còn về cái nhóm chứng khoán này thì về cái giá cổ phiếu nhóm chứng khoán thì nó sẽ như nào với cái thông tin như này, thì tôi sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là liên quan đến cái hoạt động kinh doanh nó sẽ ảnh hưởng ra sao, và phần thứ hai là liên quan đến cái giá của cổ phiếu nó sẽ thế nào. Thì đầu tiên là nói về hoạt động kinh doanh thì chúng ta đã biết rằng là cái vốn nhiều như này thì chắc chắn là doanh nghiệp là họ sẽ cho vay margin, nhưng mà chắc chắn là không thể nào cho vay margin hết ngay lập tức được, bởi vì do là ví dụ như là anh đang có 1.000 tỷ chẳng hạn, xong rồi sau đấy là anh lên vốn điều lệ là 1.500, thì thành ra là anh sẽ tăng thêm khoảng 500 tỷ vốn điều lệ, 500 tỷ vốn điều lệ nghĩa là cho vay được thêm 1.000 tỷ nữa, thì giải ngân 1.000 tỷ nó không thể nào mà một sớm một chiều được, nó sẽ không thể nhanh. Và tiền thì khi mà về thì chắc chắn là không thể nào mà cứ ngồi im được, mà nó phải vận chuyển và vận động và lưu chuyển. Và qua đấy thì thành ra là các công ty chứng khoán là họ sẽ bên cạnh việc cho vay margin thì họ cũng đã đẩy mạnh rất là mạnh cái mảng trái phiếu, và chúng ta cũng đã thấy là cái mảng trái phiếu đấy thì nó sẽ tạo ra những cái lợi nhuận mới cho doanh nghiệp. Tuy nhiên là cái lợi nhuận này nó cũng không thể nào quá cao, bởi vì do là rõ ràng là mình giải ngân trái phiếu thì cái lãi nó khoảng chỉ khoảng 10% thôi chẳng hạn đấy, cho nên là thành ra là. Và hơn thế nữa là cái lãi như nhưng mà ngược lại thì là cái việc là nghĩa là ví dụ như là anh có thêm một đồng vốn chủ thì anh thực ra là cho vay được 2 đồng vốn, nghĩa là anh giấy cái một vốn chủ của anh đấy anh vay thêm tiền nữa thì anh có 2 đồng, anh 2 đồng đấy anh cho vay 10%, thế là thực ra là một đồng đấy anh tạo ra được 20% lợi nhuận chẳng hạn. Đấy thì cái đấy là nó là tạo ra thêm rất là nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp trong thời gian tới, nhưng mà nó cũng là một cái rủi ro ở đây là đến liên quan đến cái việc là các công ty chứng khoán họ có kiểm soát được tốt về cái quản trị rủi ro của mình hay không. Nghĩa là nếu mà khi mà họ đầu tư, họ giải ngân những cái nguồn trái phiếu, nghĩa là lượng tiền vào thị trường rất là lớn,
Nhưng mà nếu mà họ cho những cái doanh nghiệp mà không tốt mà vay trái phiếu thì ok, một hai tháng đầu tiên thì chắc chắn là nó sẽ chưa chưa thành nợ xấu ngay đâu, nhưng mà khoảng 2 năm sau hay 1 năm sau thôi, mà khi mà những cái doanh nghiệp kia là những doanh nghiệp không tốt chẳng hạn, là họ không có khả năng chi trả, mất thanh khoản, thì lúc đấy là vỡ nợ, thì là công ty chứng khoán sẽ mất vốn, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Thì đấy là vừa là cơ hội vừa là rủi ro của công ty chứng khoán. Ngoài ra thì đấy là về cái kết quả hoạt động kinh doanh thì chắc chắn là sẽ tăng trưởng tốt bởi vì do là đã tăng vốn. Nhưng và cái ROE thì chúng tôi nghĩ là sẽ được đảm bảo, nghĩa là cũng chắc là phải hơn được 15% như như cách tôi nói, bởi vì cho vay 10% chẳng hạn thì bạn gấp đôi cái chỗ cho vay lên, thế là bạn sẽ có ROE khoảng tầm 20%. Đấy. Còn đối với cả cái giá diễn biến giá cổ phiếu thì chúng ta cũng đã biết rằng là, nghĩa là tôi thì tôi không có thông tin chính thức và tôi cũng không rõ được là các công ty chứng khoán họ book, nghĩa là họ ghi nhận lợi nhuận ra sao. Nhưng mà chắc chắn là để tăng cái sự hấp dẫn của cái đợt phát hành riêng lẻ hay là phát hành cá nhân, các phát hành ra đại chúng, thì chắc chắn là cái lợi nhuận của doanh nghiệp chứng khoán là cũng phải tốt thì nó mới thu hút được cái dòng vốn, và giá của cổ phiếu nó cũng phải hấp dẫn. Nghĩa là kiểu như là bạn nhìn thấy trên thị trường thì mã cổ phiếu giá đang 40 chẳng hạn, và bạn được mua về giá 20 thì bạn sẽ sẵn sàng để mua hơn. Thì đấy là những cái thứ, những cái động lực khiến cho các doanh nghiệp là có thể là sẽ có những cái sự mà gọi là control lợi nhuận nó tích cực hơn một chút trong cái thời gian vừa rồi để mà phát hành được suôn sẻ. Thì những cái thứ đấy, và khi mà họ đã phát hành xong thì khả năng cao là họ sẽ muốn cool down lại, nghĩa là muốn làm chậm lại cái lợi nhuận đấy chẳng hạn. Thì đấy là cái rủi ro trong ngắn hạn. Còn về dài hạn thì tôi, như tôi đã nói, thì là rõ ràng là cái việc là thêm nguồn vốn kinh doanh thì sẽ tạo ra thêm nhiều lợi nhuận, thì cũng là những thứ rất là hấp dẫn đối với cả doanh nghiệp chứng khoán này. Và hơn thế nữa là chúng ta nhìn dài hạn ra thì nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn còn rất là nhiều tiềm năng, khi mà cái tỷ lệ sở hữu, nghĩa là cái tỷ lệ số tài khoản trên dân cư của Việt Nam là nó vẫn còn thấp so với cả khu vực, hay là cái thị trường vốn hóa này nó vẫn còn hấp dẫn. Thì qua đấy thì là có thể là trong tương lai dài hạn hơn, trong ngắn hạn thì nhóm chứng khoán có thể là sẽ chưa quá hấp dẫn, nhưng mà trong dài hạn thì nhóm cổ phiếu này sẽ luôn luôn là nhóm cổ phiếu mà quý nhà đầu tư nên quan tâm và theo dõi. Và mình có thể sang phần tiếp theo. Vâng, phần tiếp theo của kênh cổ phiếu thì tuần này chúng tôi có đề cập đến ABI thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 14%. Thì với hơn 36,84 triệu cổ phiếu đang lưu hành thì ABI sẽ phát hành thêm 5,16 triệu cổ phiếu mới để thực hiện trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ là 14%. Và nguồn thực hiện được lấy từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Dự kiến thì ABI sẽ thực hiện chi trả trong năm 2021 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, và sau khi phát hành vốn điều lệ của ABI dự kiến sẽ tăng từ 380 tỷ đồng lên gần 431,6 tỷ đồng. Và lũy kế 6 tháng đầu năm năm 2021 thì ABI ghi nhận 871,2 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 70% mục tiêu lợi nhuận cho cả năm nay. Vâng, với cái cổ phiếu này thì tôi cũng không có cái quá nhiều quan điểm, nhưng mà nhìn qua thì cái cổ phiếu ABI là một trong những cái cổ phiếu về nhóm bảo hiểm mà có cái chất lượng tài sản cũng như là có cái hoạt động kinh doanh là nó khá là cạnh tranh so với những đối thủ khác cùng trên sàn chứng khoán. Còn và tôi thì muốn nói thêm về cái việc là phát hành thêm cổ phiếu thôi. Thì cái phát hành thêm cổ phiếu này là được thực hiện thông qua là việc trả cổ tức. Thì một số nhà đầu tư thì sẽ nói rằng là cái này là nó là pha loãng ra này, hay là nó là làm tăng thêm nhiều hàng ở trên thị trường. Thì tôi cũng chỉ muốn là đính chính lại một chút là cái việc là phát hành cổ phiếu thì nó có hai dạng. Một là phát hành ra công chúng, nghĩa là nhà đầu tư phải nộp thêm tiền vào để mua. Và một cái kiểu khác đấy là giống như là những cái công ty chứng khoán ở trên ấy, thì đấy là cái phát hành ra công chúng. Còn một cái nữa là mình phát hành thông qua việc là mình trả cổ tức, nghĩa là công ty, nghĩa là các nhà đầu tư khi cầm cổ phiếu này thì được thêm cổ phiếu nhưng mà không phải trả thêm tiền. Thì qua việc là trả cổ tức bằng cổ phiếu thì hai cái này nó khá là khác nhau rất là nhiều. Một cái thì là mình phải nộp thêm tiền, còn một cái thì là mình không làm gì nhưng mà mình thêm cổ phiếu. Thì về cơ bản mà nói thì cái trả cổ tức bằng cổ phiếu này nó không làm ảnh hưởng đến cái tỷ lệ nắm giữ hay là tỷ lệ nắm giữ lợi ích của các quý cổ đông khi mà mua cổ phiếu này. Còn nếu mà quý cổ đông mà mua cổ phiếu mà đang là phát hành thêm bằng việc là phát hành thêm ra đại chúng ấy, thì khi mà mình không mua thì mình sẽ bị mất mất cái lợi ích. Và còn nếu mà mình mua thì thực ra là mình tăng thêm cái, mình chỉ là để mình giữ nguyên cái lợi ích thôi, hoặc là mình tăng thêm một chút cái lợi ích thôi, nhưng mà và cái lợi nhuận thì nó cũng tăng lên, nhưng mà
nhiều khi là cái việc đấy là mình sẽ phải đánh giá kỹ hơn. Đánh giá kỹ hơn ở đây là đánh giá về việc là cái đồng vốn mình tăng thêm đấy để đổi lấy bao nhiêu lợi nhuận, cái đồng lợi nhuận thì nó mới là hiệu quả. Thì cái việc này là nó sẽ đòi hỏi, thì thành ra là khi mà một công ty mà trả cổ tức bằng cổ phiếu thì thực ra là chả có vấn đề gì cả, mình hoàn toàn có thể nắm giữ tiếp. Nhưng một công ty mà phát hành thêm thì mình cần phải xem xét nó thật kỹ để xem là nó cái dự án, cái việc phát hành thêm phục vụ cho dự án nào, và cái dự án đấy có đủ hấp dẫn để mình cảm thấy là muốn chi tiền ra để họ phát hành hay không. Và đấy là những cái quan điểm của tôi về cổ phiếu này. Mời Duyên Vâng. tiếp tục. À, tiếp theo phần kênh cổ phiếu thì chúng tôi xin phép được cập nhật hiệu quả danh mục tăng trưởng tính đến ngày 27/8/2021. Thì so sánh hiệu quả của danh mục tăng trưởng với VN Index thì từ từ đầu năm đến nay đến ngày 27/8 thì danh mục tăng trưởng của chúng tôi đạt lợi suất là 39,6% so với VN Index là 17,2%, gấp 2,3 lần. Và ngoài ra thì danh mục và hiệu suất danh mục của chúng tôi sẽ được cập nhật hàng tuần, hàng tháng và hàng quý trên hai cộng đồng trên cộng đồng tích sản đầu tư của chúng tôi. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng để nhận những cái danh mục hay là những cái đánh giá hiệu quả của chúng tôi. Và trên đó là chúng tôi đã cập nhật xong phần về thông tin cổ phiếu. Quý nhà đầu tư có câu hỏi hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần kênh tài sản khác. Chúng tôi có nhắc đến kênh tài sản bất động sản, đó là dự kiến huy động 70.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cho Đồng Nai. Thì hai trọng tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong 40 năm qua là sân bay Tân Sơn Nhất và cảng Sài Gòn. Tuy nhiên thì dự báo trong 40 năm tới thì hai trọng tâm mới là sân bay Long Thành và cảng Cái Mép Thị Vải. Các dự án trọng điểm thay đổi Bộ Y tế Vũng Tàu trong 5 năm tới bao gồm Long Thành Dầu Giấy, Bến Lức Long Thành, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Phan Thiết Dầu Giấy và bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 đã tăng 35% so với năm 2019. Hạ tầng đầu tư hoàn chỉnh và liên kết với vùng kinh tế khác thì thời gian di chuyển rút ngắn giữa các tỉnh thành khiến bất động sản Đồng Nai trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư và người mua để ở. Và một số dự án quỹ đất lớn ở tỉnh Đồng Nai đang và sẽ được triển khai bao gồm có dự án Waterfront của Nam Long, Aqua City của Novaland và hay là Tín Nghĩa. Anh chị đánh giá gì về kênh bất động sản không ạ? Vâng, cái thông tin này thì tại tại sao cái thông tin này nó lại ở trong cái phần bất động sản thì hay là phần tài sản khác, thì bởi vì là cái theo dõi rằng chúng là ta đều biết rằng là trong khi mà bất động sản thực sự khi mà một cái một đao trong chen những nó cái xảy yếu tố ra rất quan trọng cho cái bất động sản đấy đó chính là vị cái trí địa thông lý, tin này và thì bên cạnh vị trí địa tại lý thì tại sao nó cái thông chính tin này là nó lại liên trong cái quan phần quan đến đến là cơ sở thì hạ tầng hay là cơ phần sở tài hạ sản tầng, khác, thì cái thì việc là ok sân rằng bay Long theo Thành dõi rằng chúng là ta chúng đều tin biết rằng rằng là là khi xây mà một cái bất động thực sản sự đã khi dựng bất động rồi sản thì theo nó chen xảy nó ra xảy ra quanh cái quanh khu vực vực đấy đấy là là tốt tốt bất cho động vâng sản đấy là cái chính là thông tin vị này trí riêng và bất bên động cạnh địa sản trí là địa dựng lý ra tại cho sao cái chính thông tin là này cái nó doanh nghiệp là cái mà phần quan sở đến hạ cái tầng hoạt động hay là cơ cơ sở sở hạ hạ tầng tầng cái hoạt ví dụ động như là cái việc cung cấp về cho sân sân bay bay Long Long Thành Thành rằng chúng là ta cho đều biết cái rằng việc là xây xây mà mà Long Long Thành Thành là là thực thực sự sự hay hay là là những những cái cái sao sao doanh doanh nghiệp nghiệp thì thì quanh quanh liên liên quan quan về về đá đá thì thì là là tốt tốt cho bất chúng động ta sản doanh nghiệp là thì là quanh là liên bất động quan sản về chính là thức cái là doanh là nghiệp bất động tại sản sao cái chính thông thức tin là này cái doanh doanh nghiệp nghiệp cái mà phần quan nó đến nó dám liên là quan cơ thì sở khi hạ mà tầng quý cơ ví sở dụ hạ như là tầng cái là thông cái tin thông này tin cái này doanh doanh nghiệp nghiệp cái cơ phần sở quan hạ đến nó tầng liên cơ quan sở thì hạ khi mà tầng quý là dụ doanh như là nghiệp cái là thông bất tin động này sản cái doanh chính nghiệp thức cái là phần doanh quan nghiệp đến mà nó liên quan doanh thì nghiệp doanh mà thêm doanh những nghiệp cái doanh cái nghiệp quanh doanh liên nghiệp quan về doanh nghiệp cái doanh nghiệp thông doanh phải là nghiệp chính thì là nó bên là cạnh bất sự động tích sản cực chính đấy thức thì là tại sao bất cái động thông sản tin chính này thức cái là doanh doanh nghiệp nghiệp cái mà phần quan những đến cái nó dự liên án quan liên thì quan khi đến mà doanh quý nghiệp cái doanh sự nghiệp tin này hoặc là cái hay là doanh nghiệp sở cái hạ phần tầng quan đến hay nó là liên cơ quan sở thì hạ khi tầng mà hay là quý cơ dụ sở như là hạ cái tầng thông hay tin là này cơ cái sở thông hạ tin tầng này hay là không doanh nghiệp nó doanh nói nghiệp thêm là một cái doanh nghiệp cái là gợi doanh ý nghiệp cuối công cùng nghiệp trong hay cái là bất động doanh sản nghiệp ngữ hay là sản thì cái xuất thông tin hay này là cho sản nó xuất liên hay quan là về sản bên xuất cạnh hay sự là tích cực sân đấy bay thì hay tại là sao cái sân thông bay tin hay này là doanh hay nghiệp là xây sân bay dự sân án bay của công hay ty là khi sân mà bay quý hay là kiểm sân tra bay cái thông việc tin mà sân cái bay thông sân tin bay cái sân việc bay sân bay sân cho bay tôi sân thì bay rất là sân tích cực bay thì rất là sân sân bay bay sân cho bay cái sân việc bay là sân đất bay sản sân xuất bay cơ sở sân hạ bay tầng sân không bay thì sân cái bay việc là sân bay sân bay sân khi bay mà sân quý bay công nghiệp sân cho bay bất động sân sản bay ngữ sân không bay thì sân cái bay doanh sân nghiệp bay này sân là bay sân sân bay bay sân sân bay bay sân sân bay bay sân 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 sân bay 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 bay sân bay bay sân 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 sân 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 bay 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 bay s
Và tuy nhiên thì chưa thể thấy rõ việc là tổ hợp các sản phẩm dịch vụ sau khi nhân ở chúng ta sẽ có mặt này rất đồng số tại Einstein là bước đi lớn cho thị trường.
cổ phiếu đấy đi và mua những cổ phiếu khác, và giả định rằng là cổ phiếu này đã bạn đã phân tích rất kỹ rồi và bạn đã hiểu rằng là chắc chắn là giá nó phải lên rồi, nhưng mà chỉ vì do là trong những cái tuần đấy là nó không có thể hiện gì cả, trong khi thị trường tăng rất mạnh khiến cho bạn bán mất đi, rồi sau đấy thì là bạn mua những cổ phiếu mới, và như thế thì có rủi ro rằng đấy là, và cái nếu mà cái cổ phiếu mới đấy nó không hấp dẫn thì thành ra là cái câu chuyện đầu tư của bạn trong một năm đấy nó sẽ hoàn toàn là hỏng ở đây, là bởi vì do thứ nhất là bạn đã không tập trung vào những cái mục tiêu mà mình đã làm ngay từ đầu, và thứ hai nữa là khi mà bạn bỏ cái mục tiêu đấy đi để tập trung những mục tiêu mới thì nó cũng lại không phải là những cái trọng tâm quan trọng, nghĩa là nó cũng không phải là những cái trọng tâm mà bạn đầu tư kỹ, và đấy là, và nghĩa là ý của cái câu chuyện này ở đây là khi mà đầu tư thì chúng ta cần phải rất là tập trung vào những cái thứ mà chúng ta coi đấy là quan trọng, và sau đấy thì phải bám vào nó, và chúng ta chỉ thay đổi nó khi mà chúng ta nhận ra rằng là những cái thứ chúng ta coi là quan trọng đấy nó không còn đúng nữa. Và đấy là cái câu chuyện đầu tư của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh Duy đã đưa đến một câu chuyện rất là hấp dẫn cho quý nhà đầu tư. Và trước khi mà chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi xin phép được quảng cáo nhắc lại cho quý nhà đầu tư lịch phát sóng của các chương trình của chúng tôi. Ngoài chương trình La Bàn của chúng tôi được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi có chương trình tọa đàm đầu tư, chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct, phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường.
Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 15:30 thứ tư hàng tuần, và chúng tôi sẽ có form để đăng ký. Nếu quý nhà đầu tư quan tâm thì hãy vào cộng đồng của chúng tôi hay là hỏi chuyên viên chăm sóc tài khoản của mình để nhận được thông tin về chương trình này. Chương trình tiếp theo đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15:30 thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi có chương trình đối thoại với PM và chuyên gia ngành. Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ mời PM và chuyên gia để chia sẻ những triết lý và chiến lược đầu tư cho quý nhà đầu tư. Thời gian được phát sóng vào lúc 9:00 sáng thứ bảy, 2 tuần một lần. Ngoài ra thì chúng tôi có hai cộng đồng Facebook, đó là VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Quý nhà đầu tư có thể tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để cập nhật những thông tin. Ngoài ra thì để đáp ứng nhu cầu để tăng kiến thức cho quý nhà đầu tư thì tại VN Direct có những khóa học để giúp quý nhà đầu tư tăng cái kiến thức cho mình để mình vững vàng hơn trong quá trình đầu tư. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào đường link vnacademy.vndirect.com.vn. Và tất cả những thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Quý nhà đầu tư hãy theo dõi page của chúng tôi. Sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên đó là của bạn Đỗ Mẫn. Các chuyên gia VN Direct cho mình hỏi về nhận định của mã EVS tương lai tăng trưởng có thể bứt phá không ạ? Mấy gì ạ? Cái thông tin này thì chắc là để sau khi trả lời cái nhóm ngân hàng đi đăng xong rồi anh sẽ trả lời sang câu tiếp theo luôn đi xuống. Vậy thì chúng tôi sẽ xin phép được chuyển sang câu tiếp theo, và câu hỏi của bạn Đỗ Mẫn thì chúng tôi sẽ trả lời sau đây ạ. Câu hỏi của bạn Lê Trịnh đó là liệu cổ phiếu banh đã tạo đáy chưa? Kỳ vọng gì cho dòng này trong nửa cuối năm 2021 ạ? Đối với câu hỏi này thì tôi cũng muốn nói qua rằng là để nhận định là đáy của một cổ phiếu thì rất là khó, tại vì do là ví dụ như là chúng ta sẽ thường nói đáy khi mà chúng ta nói rằng là cái cổ phiếu này quá rẻ rồi. Nhưng mà như thế nào gọi là rẻ thì cũng không ai có thể nào mà có thể định nghĩa được. Và cổ phiếu banh thì cũng đã giảm được 30% từ đỉnh. Và nếu mà chúng ta so với cả giá chẳng hạn, giả sử như là P/book là 2 rồi giảm xuống còn 1.8 thì là còn lãi, nghĩa là cái vùng hấp dẫn là đến tận 20%. Thì thành ra là rất là khó để có thể nói rằng là ở đâu là đáy, nhưng mà chúng tôi có thể nói rằng là cổ phiếu banh hiện tại đang là ở cái vùng mà an toàn hơn so với cả cách đây mấy tháng rất là nhiều rồi. Nghĩa là bởi vì do là giá của nó đã giảm, và tiếp theo nữa là cái kỳ vọng cho nó là đang bị sụt giảm đi. Nghĩa là tại sao tôi lại nói kỳ vọng cho nó đang sụt giảm đi thì lại là cái vùng mà an toàn hơn, thì tại vì do là chúng ta đều đã biết rằng là mọi người trên thị trường chứng khoán đều có những cái thông tin như nhau và đều là những người có tư duy cả. Mà khi đấy thì nghĩa là và chúng ta nhận một lượng thông tin như nhau thì thành ra là khi mà có những cái thông tin tốt đến với cả dòng cổ phiếu đấy thì chúng ta nghĩ rằng là nó hấp dẫn và chúng ta sẵn sàng mua nó với giá cao. Nhưng mà thực ra những cái thông tin hấp dẫn như thế là nó đã phản ánh vào cái thị trường này rồi và đã phản ánh vào cái cổ phiếu rồi, nhất là những cái cổ phiếu đi đầu hay là những cái cổ phiếu blue chip đang có cái thanh khoản tốt, rất là nhiều người quan tâm. Thì thành ra là chỉ cần một cái tin xấu nó xảy ra thôi thì giá cổ phiếu ngay lập tức quay đầu. Và chúng ta đã nhìn thấy cái điều đấy đối với cả nhóm ngân hàng đợt vừa rồi, nghĩa là trước đấy thì là cái kết quả kinh doanh của họ rất là tốt, rồi cái chỉ số tài chính cũng rất là đẹp, và qua đấy thì là rất là nhiều người mua cổ phiếu này. Và rồi sau đấy thì là có một thông tin xấu ra là nhà nước muốn xếp bớt cái lợi nhuận của cái nhóm này, thì là nó phản ánh ngay lập tức vào cái nhóm chứng khoán và cái nhóm cổ phiếu này, và nó tạo ra một cái đợt giảm vừa rồi. Thì thành ra mà nói là nếu mà hỏi rằng là hiện tại có kỳ vọng gì chưa thì tôi cũng chưa nhìn thấy là nhóm banh này nó có cái kỳ vọng gì cả. Nhưng mà về lâu về dài thì định giá của nhóm banh hiện tại là đang ở mức mà chấp nhận được. Và nếu mà có giảm thì chắc cũng sẽ chỉ giảm khoảng 10-15% nữa thôi. Thì thành ra là nếu mà quý nhà đầu tư mà đầu tư lâu dài thì hoàn toàn có thể là cân nhắc là nắm giữ cổ phiếu banh này tiếp, hoặc là mua vào cái cổ phiếu banh này cho những năm sau. Bởi vì do là nhóm banh mặc dù là bị siết lợi nhuận nhưng mà vẫn sẽ tăng trưởng. Và qua đấy thì là những năm sau nó sẽ định giá nó sẽ lại thấp hơn nữa và nó sẽ lại thành những cái cơ hội đầu tư hấp dẫn. Còn đối với cả cổ phiếu EVF thì tôi đang nhìn thì tôi thấy là đây là cái công ty mà có cái quản trị vốn cho các dự án điện của EVN hay là những đơn vị thành viên. Thì về cái kết quả kinh doanh hay là về cái triển vọng tương lai thì tôi cũng rất khó có thể comment được ở đây, tại vì do là đây là một cái công ty mà tôi cũng không biết quá là nhiều thông tin. Tuy nhiên nếu mà nhìn vào cái hoạt động kinh doanh này thì tôi nghĩ rằng là nó hoàn toàn là có tiềm năng để có thể tiếp tục tăng trong tương lai, bởi vì do là các dự án điện thì không bao giờ là lỗi mốt cả.
thị trường Việt Nam thì sẽ luôn luôn thiếu điện. Còn đối với vấn đề về dòng tiền thì chúng ta có thể thấy rằng là thị trường đợt vừa rồi đã trải qua một đợt tăng và điều chỉnh, bởi điều chỉnh những cái nhóm tăng nóng, và qua đấy thì là các nhà đầu tư sẽ có một phần nào đấy là sẽ thích những cái cổ phiếu ổn định hơn, thì dòng cổ phiếu về điện cũng là một cái dòng cổ phiếu mà có thể sẽ hút được dòng tiền trong thời gian tới. Và đấy là những cái thứ mà tôi muốn nói về cổ phiếu EVF này. Và câu tiếp theo luôn là về câu về Techcombank. Techcombank có dự định tăng trưởng đến cuối năm còn tăng cao không ạ? Thì đợt vừa rồi chúng ta thấy rằng là Techcombank họ vừa mới ra một cái thông tin mới, thông tin liên quan đến công ty con của họ là chứng khoán Techcombank. Thì công ty chứng khoán Techcombank đang đưa ra một cái nghị quyết là họ sẽ phát hành riêng lẻ cho một số cổ đông. Thì chúng ta nhìn vào cái cơ cấu cổ đông của Techcombank S thì nó đa phần là các cán bộ công nhân viên ở trong đấy nắm, và bây giờ phát hành riêng lẻ thì nó sẽ là một cái thông tin tích cực. Theo như tôi hiểu, theo như tôi nghe tin đồn thì là cái thị trường, là cái cổ phiếu Techcombank S này thì có thể là nó sẽ là họ sẽ phát hành cho cán bộ công nhân viên nhiều hơn. Thì nếu mà chúng ta nhìn vào những cái công ty mà IPO từ trước đến giờ thì sẽ có những cái bước sau. Bước đầu tiên đấy chính là bán cho cán bộ công nhân viên trước này, xong rồi sau đấy là bán cho một vài, phát hành thêm một vài lần nữa cho các đối tác bên ngoài, đối tác tài chính hay là cho đối tác chiến lược, rồi sau đấy là sẽ lên sàn. Thì những cái động thái hay là những cái thông tin vừa rồi của TCBS cho thấy rằng là cái cổ phiếu này trong vài năm tới sẽ lên sàn thôi. Và như vậy thì là nó là một cái thông tin tích cực cho Techcombank. Và còn nếu mà về dữ liệu tăng trưởng thì chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là cổ phiếu Techcombank đang là một cổ phiếu mà hấp dẫn trong nhóm ngân hàng. Và được vừa rồi thì nhóm ngân hàng cũng có những cái thông tin tiêu cực nhất định khiến cho họ là bị mất bớt sự kỳ vọng của thị trường. Nhưng mà đây vẫn luôn luôn là nhóm rất là lớn của thị trường tài chính hay là của thị trường chứng khoán. Cho nên thành ra chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì vẫn sẽ còn tăng giá và vẫn còn dư địa tăng trưởng rất là lớn, bởi vì do là thị trường hay là nền kinh tế thì mọi thứ đều sẽ phụ thuộc vào ngân hàng cả. Hiện tại là chúng ta cũng đã thấy là có những cái động thái rằng là giảm bớt sự phụ thuộc vào ngân hàng qua thị trường chứng khoán, nhưng mà nó chưa đáng kể. Thị trường chứng khoán hiện tại vẫn còn rất là thấp, nghĩa là tỷ trọng về việc là cung cấp vốn cho doanh nghiệp là dưới 5% hay là dưới 10% nhé. Đấy thì là thành ra là để có thể tăng hay là thay đổi, để cái nhóm chứng khoán mà nó chiếm lĩnh hay là thay đổi được cục diện này thì nó cũng không thể nào xảy ra trong 1-2 năm tới được, mà nó sẽ là cả một cái chu kỳ rất là dài, tôi nghĩ là phải đến 5-10 năm. Thành ra là nhóm ngân hàng hiện tại vẫn hấp dẫn. Và đấy là cái thông tin về nhóm này. Sang câu hỏi tiếp theo luôn chuyên ạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Trương có đặt ra đó là theo chuyên gia thì sau đại dịch nền kinh tế có bị suy thoái không ạ? Vâng, một câu hỏi rất là hay. Thì cái câu hỏi này thì tôi nghĩ rằng là cái nền kinh tế chúng ta tại sao lại phải nhìn lãi suất nhiều thế? Bởi vì lãi suất thì nó không chỉ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán đâu ạ, mà nó còn ảnh hưởng đến cái việc là các doanh nghiệp có sẵn sàng đi vay vốn để kinh doanh hay không. Và chúng ta ví dụ như là nếu mà anh vay 20% một năm để anh đầu tư chứng khoán thì anh sẽ không muốn vay cả. Nhưng mà nếu mà vay có khoảng 5-6% để đầu tư chứng khoán thôi thì sẽ có một số người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để vay thêm, để đầu tư thêm chứng khoán. Thì kinh doanh nó cũng giống như vậy thôi ạ. Và qua đấy thì là chúng ta sẽ thấy rằng là cái mặt bằng lãi suất thấp như thế này thì nó sẽ tạo điều kiện rất là tốt cho cái thị trường cho nền kinh tế phát triển về kinh tế. Thành ra là trong sau khi đại dịch thì chắc chắn là không thể nào suy thoái được, mà sau đại dịch thì nó sẽ là cái sự bùng nổ của kinh tế thôi. Ngoài ra cái sự bùng nổ này chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nó có thể đến từ cái dòng vốn FDI. Như cái bản tin của chúng tôi nói về việc xây dựng các nhà máy mới thì Việt Nam sẽ tham gia được rất là nhiều vào các chuỗi giá trị mà công nghệ trong tương lai của thế giới, thì qua đấy thì là họ sẽ thì thành ra là sẽ tạo ra rất là nhiều công ăn việc làm cho chúng ta, và nó sẽ là cái tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam trong lâu dài. Ngoài ra nữa thì rõ ràng là cái việc là hiện tại Covid thì nó không phát triển được du lịch, thì cái việc mà khi mà hết Covid thực sự và phát triển du lịch trở lại thì cũng là tạo ra rất là nhiều điều kiện mới, bởi vì do đất nước chúng ta là một đất nước đầy thiên đường cho nghỉ dưỡng. Thì qua đấy thì sẽ thấy rằng là cái động lực tăng trưởng cho Việt Nam về lâu về dài là còn rất là nhiều. Nhưng mà có một cái lưu ý nhỏ thôi, đấy là chúng ta đang nhận thấy rằng là cái tình hình dịch này nó đang diễn biến quá là dài so với dự kiến, và điều này làm cho một số cái nhà đầu tư FDI là cảm thấy mất kiên nhẫn.
đối với cả cái thị trường, đối với cả cái việc là đầu tư vào Việt Nam, thì nó cũng là một cái rủi ro, một cái rủi ro mà tôi nghĩ là nhà nước sẽ cần phải quan tâm, cần phải dập dịch càng sớm càng tốt để mà FDI sớm trở lại Việt Nam và giải ngân. Nếu không thì có thể là sẽ làm mất bớt cái sự hấp dẫn của Việt Nam trong 1-2 năm, nhưng mà về lâu về dài thì nó vẫn sẽ là hấp dẫn. Vâng. Ok, tiếp đi. Vâng, câu hỏi tiếp theo đó là HBC có còn tiềm năng không ạ? HBC thì là công ty xây dựng Hòa Bình. Thì về cơ bản mà nói thì đã nhận ra công ty này sẽ là một công ty nóng ngành rất là tiềm năng, bởi vì do là chúng ta cũng đã biết rằng là xây dựng, nghĩa là bất động sản tăng chẳng hạn, hay là kiểu đầu tư công tăng, hay bất kể những cái thứ gì khác tăng, hay là kinh tế tăng trưởng trở lại, hay là phục hồi, thì đều sẽ cần phải xây dựng, phải có xây dựng thì nó mới ra được cái mới. Thành ra là về cơ bản là nếu mà nhìn vào nhóm ngành thì sẽ thấy là nhóm ngành xây dựng cũng là một nhóm ngành khá là hấp dẫn. Tuy nhiên là cái công ty HBC này nó lại phải chịu một số cái rủi ro nhất định, khiến cho cái việc là cái cổ phiếu đấy nó không phải là quá là tiềm năng cho quý nhà đầu tư. Nó đến từ cái việc là cái cơ cấu, nghĩa là cái vị thế của cái nhóm xây dựng này so với cả các bạn khác trong ngành. Thì đầu tiên chúng ta phải nói rằng là thứ nhất là các công ty xây dựng là ai cũng có thể, nghĩa là tôi không dám nói rằng là tôi có thể làm được, nhưng mà số lượng người Việt Nam có thể làm được là rất nhiều, nghĩa là gần như là không limited, không hề có hạn chế cho việc là những người có thể làm xây dựng được. Và cái việc đấy khiến cho họ là không có cái khả năng đàm phán giá tốt đối với cả nhà cung cấp và cũng với cả nhà bất động sản. Thì ví dụ như đợt vừa rồi thì giá bất động sản tăng chẳng hạn, giá nguyên vật liệu thép tăng rất là mạnh, nhưng mà giá bất động sản không tăng được quá là lớn, thì chúng ta sẽ thấy là biên lợi nhuận gộp hay là biên lợi nhuận dòng của nhóm bất động sản là không thay đổi. Là tại vì sao? Là tại vì do là nhóm xây dựng là họ phải chịu hết cái phần ở giữa, nghĩa là họ sẽ theo kiểu như là đây, xây như này nhá, chúng tôi trả cho anh từng này tiền, anh lo phần đi nhập nguyên vật liệu đi, còn nguyên vật liệu mà tăng giá lên thì anh tự chịu, chứ còn tôi nhà phát triển bất động sản thì tôi không chịu đâu. Đấy, thì thành ra là nó là một cái rủi ro này. Rủi ro thứ hai đến từ cái việc là công ty Hòa Bình có cái tệp khách hàng, nghĩa là không phải là tệp khách hàng top 1 của Việt Nam. Nghĩa là tôi không nói là các tệp khách hàng của họ là không tốt, nhưng mà nó không phải là top đầu. Và thành ra là vào công ty này chúng ta sẽ thấy khoản phải thu rất là cao. Nghĩa là họ bán chịu cho cái nhà bất động sản rất là lớn. Và khi mà bán chịu như thế thì sẽ có những cái rủi ro là bị bùng nợ chẳng hạn, hoặc là bị chiếm dụng vốn. Chiếm dụng vốn, tại sao tôi lại nhấn mạnh cái việc chiếm dụng vốn? Tại vì do là rõ ràng là anh muốn xây hay là anh muốn có công ăn việc làm thì anh phải có tiền để nhập nguyên vật liệu về, anh phải có tiền trả cho nhân công thì anh mới có thể làm được. Thế mà bây giờ mà anh có 2.000 tỷ chẳng hạn, anh lại giải ngân hết 1.000 tỷ vào cái dự án xây nhà ở Thanh Hóa rồi, nhưng mà xong rồi sau đấy là cái người thuê anh lại không trả tiền ngay cho anh, thế là anh không có vốn để gối đầu để có thể làm những cái dự án mới, và như thế thì thành ra là cái doanh thu và lợi nhuận của anh là bị kẹt lại. Đấy là còn chưa kể có rủi ro là anh còn bị bụng. Thì thành ra là đấy là những cái yếu tố khiến cho cái cổ phiếu Hòa Bình nó chưa thực sự là quá là hấp dẫn hay là bền vững đối với cả tương lai. Nếu mà quý nhà đầu tư mà muốn tận dụng được cái làn sóng bất động sản thì tôi nghĩ rằng là chúng ta mạnh dạn đầu tư luôn vào nhóm bất động sản thay vì là đầu tư vào nhóm xây lắp. Nhưng mà cái nào cũng sẽ có giá của nó cả. Thì thành ra là khi mà cái giá của cổ phiếu Hòa Bình nó ở vùng định giá hấp dẫn thì mình vẫn có thể cân nhắc đầu tư. Vậy. Vâng, do thời gian của chương trình của chúng tôi cũng có hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời từ 1 đến 2 câu hỏi nữa, và sau đó chúng tôi sẽ kết thúc chương trình. Còn lại thì chúng tôi sẽ trả lời từ comment. Và câu hỏi bảo ra đó là theo chuyên gia thì nền kinh tế sẽ phục hồi vào khoảng thời gian nào và nhóm ngành nào sẽ có khả năng đón nhận những thông tin tích cực nhất ạ? Ok, chắc là sẽ nốt câu hỏi này thôi nhỉ. Nền kinh tế thì sẽ phục hồi thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải phục hồi sau khi mà có cái tỷ, nghĩa là có thể là không phải là liên quan đến việc là không còn dịch bệnh nữa, mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng, cái tốc độ tiêm chủng của Việt Nam. Nghĩa là khi mà mình tiêm xong thì mình sẽ có cái sự miễn dịch cộng đồng thì mình sẽ tự tin là quay trở lại kinh doanh giống như các nước phương Tây. Nghĩa là các nước phương Tây thì số ca nhiễm vẫn có, nhưng mà họ vẫn nhiều,
Và như mình đã biết thì rằng là khi mà tiêm vào tầm tháng 8 thì phải tháng 10, tháng 11 mình mới được tiêm mũi 2. Và nghĩa là đến tháng 10, tháng 11 mới có. Dạ vâng, thì tức chương trình của chúng tôi có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được dừng chương trình ngày hôm nay ạ. Ok, lúc nãy bị mất mạng một tí, có để nói nhé. Thì là khoảng là, thế thì nghĩa là đến tầm tháng 10, tháng 11 mình mới có khoảng 14% là tiêm được 2 mũi thôi. Mà theo như chúng ta đã biết thì là phải 70% dân số được tiêm 2 mũi thì mới gọi là miễn dịch cộng đồng, thì mới tự tin để có thể là mở cửa kinh tế được. Thành ra mà nói thì tôi nghĩ rằng là đến cuối năm nay thì về cơ bản là sẽ không phải giãn cách xã hội như bây giờ nữa, nhưng mà phục hồi ngay thì sẽ chưa, mở cửa ngay thì vẫn chưa mở cửa được. Thì thành ra là cũng phải giữa năm sau nó mới thực sự là phục hồi hoàn toàn. Thì đấy là cái quan điểm của tôi. Vâng, như vậy thì thời hạn chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà những câu hỏi còn lại của quý nhà đầu tư chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment của quý nhà đầu tư luôn. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.